Chào tất cả anh em. Mời anh em cùng xem một hình cờ thế, cờ tàng chọn lọc. Bên đỏ còn xe pháo, bên xanh còn xe xong xỉ xong chốt luôn. Bây giờ ta sẽ vô chi tiết đi đầu tiên. Chính xác nhất của đỏ là pháo qua, ép xe lại. Nếu trường hợp bên xanh ăn pháo thì xe chúng chiếu, tướng lên và chiếu tiếp sẽ bị mất xe. Chắc chắn là xanh sẽ thua. Ta quay lại. Cho nên không thể nào ăn pháo được. Bên đây ta quan sát, thì quan sát tướng và sĩ đi được hay không. Tướng lên thì bị chiếu sát cục ngay. Sĩ chống lên hoặc về thì xe cũng vô sát cục. Mà sĩ chống lên thì cũng bị xuống chiếu tướng sát cục. Ta quay lại. Nên tướng sĩ là không đi được rồi. Bây giờ quan sát thì ta sẽ trong hai quân chốt này, ta đi đại diện một quân chốt đi. Đánh chốt lên thì xe xuống chiếu, tướng phải lên nè. Xe quay về vô sát cục và bắt chốt luôn. Giai đoạn này buộc tướng phải quay về. Thì có một nước rất hay, chiếu tướng trước mang chốt sau nha. Chống sĩ lên thì đến đây mang chốt, ăn được diệt trừ hậu họa gì sao mà. Và vô sát cục. Giai đoạn này bên xanh có một nước, nếu mà chiếu tướng thì tướng đỏ sẽ quay trở ra và xe đang vào sát cục. Nếu trường hợp bên xanh chống sát cục mà chống sĩ lên thì ngay lập tức sẽ đỏ chiếu tướng, tướng xuống chiếu tiếp, tướng lên cũng sẽ bị mất xe. Mất xe thì chắc chắn bên xanh sẽ thua. Ta quay lại. Buộc phải về sĩ. Đến đây xe tiếp tục vô chiếu tướng thì cũng quay lại lên sĩ. Xe ra vô sát cục. Cái xe vô là bí rồi cho nên không vô được, buộc phải về sĩ. Đến đây xe chiếu trước mang sau nha, chiếu tướng, tướng lên. Đến đây xe mang chốt vô sát cục luôn, tướng xuống. Thì ta quan sát một lúc á, đỏ làm thế nào để thắng thì có một điều kiện là xe xuống và pháo về đây. Xe xuống chiếu, tướng lên, xe quay về ngay điểm chúng ta đang dự định và vô sát cục. Buộc xanh phải xuống tướng và pháo kéo về. Đến đây á, ta phân tích là xe lên thì xe bị chiếu tướng, tướng lên chiếu và mất xe, chắc chắn là xanh sẽ thua. Ta quay lại. Ngay giai đoạn này á thì biến đi xe thì rất nhiều. Ra xe nè, xe vô nè, thậm chí vô tâm nè, và xe lên. Ở biến đầu tiên này mình chỉ xét một biến thôi là xe lên. Còn các biến về sau, ra xe bình xe vô tâm, ở phần sau vẫn có lời giải. Đến đây xe xuống chiếu, tướng lên và xe quay về vô sát cục. Xe không thể ăn pháo nha, ăn sau sát cục ngay. Cho nên buộc giai đoạn này tướng phải xuống. Tướng xuống thì xe vô chiếu. Bên xanh buộc phải chống chỉ rồi, chống chỉ lên thì pháo vô chiếu, tướng vô cũng được, buộc phải về sĩ thôi. Pháo ăn xuống sĩ và xe đang chiếu tướng, một cái chống sĩ thì pháo ăn lộn về. Lúc này pháo bình ra là sẽ sát cục ngay. Đến đây xe vô chiếu thì pháo ra cạn, xe đang chiếu ngược lại sát cục. Ta quay lại, chỉ còn là tướng xuống thôi. Tướng xuống thì pháo bình ra, chiếu tướng, xe vô cạn. Thì bên đỏ đi rất hay, xe bình vô trung tâm chỗ sát cục. Đến đây thì thắng thua quá rõ nè. Xe chạy ra thì xe trúng chiếu nè, tướng lên, pháo vô và vô đái. Xe về thì pháo vô bắt xe, buộc xe quay ra rồi. Thì xe quanh về chỗ sát cục, thắng thua quá rõ. Xe vô thì mất xe cũng thua.
ăn pháo về thì chiếu tướng sẽ cục ngay. Ta quay lại hình cờ. Bây giờ ta xét các biến đi của xe. Đó là, thứ nhất là ra xe, ra luôn là biến 1. Vô xe là biến 2, vô trung tâm là biến 3, lên xe là biến 4. Biến 4 này đã xảy ra lúc đầu tiên ta đi chốt. Ta quay lại, giờ ta xét 3 biến đi còn lại. Biến ra xe là biến 1, ra xe. Thế này, pháo xuống chiếu. Chống sĩ lên, thì xe vô chiếu sẽ cục ngay. Ta quay lại. Còn lên sĩ thì xe cắm xuống chiếu cũng sắc cục. Ta quay lại. Mà trường hợp lên tướng thì cũng bị sắc cục. Mình phân tích cho kỹ ở chỗ này luôn. Rồi ta quay lại. Bây giờ ta xác tiếp biến 2 là vô xe. Đến đây con sắp bánh đỏ pháo xuống chiếu, sĩ lên thì bị sắc cục ngay. Trường hợp sĩ chống lên thì cũng sắc cục, đường nào cũng sắc cục hết rồi. Lên tướng thì cũng sắc cục, nhưng mà biến trước thôi. Chỉ còn lên xe cản thì xe vô chiếu cũng sắc cục. Rồi biến 2 này cũng quá đơn giản. Ta qua lên hình cờ. Ta xác tiếp biến 3 xe vô trung tâm luôn. Giờ hiện tại có một nước đó, của bên xanh đó, là lên sĩ để chiếu tướng nè. Xe vô đó, thì bị lên sĩ chiếu tướng ngay. Nước đi chính xác bên đỏ phải là xe vô gà. Nếu mà bên xanh lơ là đi chốt đó, lên thì pháo xuống chiếu, tướng lên thì bị chiếu sắc cục ngay. Ví dụ như trường hợp tướng lên, xe chiếu sẽ cục. Mà lên sĩ thì bị mất xe, xanh cũng thua. Ta quay lại hình cờ. Ngay giai đoạn bên xanh không đi chốt nha, chốt trở về đi. Mà xe xanh quay ngược trở ra. Thì tiếp tục bên đỏ sử dụng xe chiếu tướng, một xanh chống sĩ và xe quay trở lại chỗ cũ. Ngay giai đoạn này nếu mà xe mình vô chiếu tướng thì bên đỏ chỉ việc ra tướng thôi là xanh chắc chắn sẽ thua. Biến này quá dễ, ta không xét, ta quay lại và tiếp tục nước cờ. Đó là quay sĩ trở về. Đến giai đoạn này xe xuống chiếu tướng, một tướng phi lên, xe quay về, vô sắc cục. Bên xanh chỉ xuống tướng thôi. Đây xe vô chiếu, một cái chống sĩ. Và xe bình ra, vô sắc cục bắt chốt luôn. Thì bên xanh phải về sĩ. Đến đây xe chiếu tướng, tướng lên, mới ăn chốt sau nha. Và đang vô sắc cục. Chắc chắn là tướng phải xuống thôi. Thì để chiếm vị trí như biến mình đã phân tích thì xe phải đến đó. Bây giờ xe chiếu và xe quay trở về ngay điểm chúng ta cần chú ý. Tướng xuống và nước đi rất hay, chúng ta đã dự tính là pháo sẽ quay trở về. Nếu trong trường hợp này xe xanh mà tấn lên luôn thì xe đỏ quay xuống chiếu tướng, tướng lên chiếu của nữa, tướng xuống, mất xe chắc chắn là xanh sẽ thua. Ta quay lại. Bây giờ xe ra thì pháo xuống chiếu, sĩ lên thì xe chiếu sắc cột, mà tướng lên thì cũng sắc cột. Ta quay lại. Bây giờ ta xe vô. Đây là thấy cờ nó đi xe vòng vòng, pháo xuống chiếu, sĩ lên, xe chiếu cũng sắc cột. Mà sĩ lên chiếu cũng sắc cục, lên tướng thì cũng sắc cục, vẫn là
nước, xe bình vô trung tâm. Đến đây xe vô gài, pháo xuống. Chiếu tướng đó, phó chúng chiếu, nếu trong xe lên mất xe, tao còn lại. Xe lên. Thì xe xuống chiếu, tướng lên, xe quay về. Chiếu chắc cục. Chiếu tướng, trong xe lên, thì pháo vô chiếu. Một chiến sĩ, khoan sĩ, xe đang chiếu. Buộc phải gắt sĩ lên à. Pháo ăn lộn giờ sĩ. Và bình ra sẽ bị sắt cục xe. Đến đây ta cũng xét trường hợp xe vô chiếu thì pháo qua chiếu ngược lại, xe đang chiếu ngược lại sắt cục. Còn ta thấy trường hợp tướng xuống thì pháo lại bình ra đang chiếu tướng. Xe vô cản thì xe vô kiếm tâm, vỗ sắt cục luôn. Xe ra thì xe xuống chiếu, pháo xuống đục đai. Đến đây là thắng thua quá rõ ràng rồi. Nó cũng như nước đi của các biến trước thôi. Xe về pháo vô, xe ra thì xe kéo về. Sắt cục quá rõ ràng, tướng ăn về thì xe chiếu tướng sắt cục. Biến ba đỏ thắng. Ta quay lại hình cờ. Bây giờ ta xét biến cuối cùng, chỉ còn biến 4 thôi. Xe lên. Thế này, xe xuống chiếu tướng. Buộc tướng phải lên à. Xe quay lên vào sắt cục. Giai đoạn này buộc tướng xuống. Xe vô. Chiếu tướng. Chống sĩ. Xe quay ra vào sắt cục. Nếu mà xe vô chiếu á, là tướng đỏ bình ra là sẽ thua. À, phải đi sĩ thôi. Xe xuống chiếu, tướng lên, xe ăn chốt và đang dội sắt cục. Tướng xuống thì ta vẫn dùng chiêu thức chiếu tướng và quay lại để cho hỗ trợ pháo kéo về dội sắt cục. Tướng xuống thì pháo kéo về. Đến đây bên xanh có một nước đi để giải nguy, liệu có được hay không. Xe ra, xe xuống chiếu tướng lên, xe quay về vỗ sắt cục thì xe chiếu tướng và qua giữ mặt. Xe xuống chiếu tướng xuống, pháo tiếp tục chiếu. Nếu lên sĩ thì sắt cục liền. Nên ngay giai đoạn này bên xanh chống sĩ, hoặc là bên xanh cũng có thể là về sĩ cũng như nhau. Xe xuống chiếu tướng lên, pháo qua bật xe, buộc xe phải ra thì xe kéo về. Sắt cục quá rõ ràng, tướng xanh ăn về pháo. Xe vô chiếu sắt cục, kết thúc biến 4. Và bây giờ là cũng là kết thúc trận đấu. Chúc tất cả anh em xem cờ vui vẻ.